tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Fan quốc tế nói gì khi thấy hình ảnh Giang Hoa hậu Việt lăn xả đi từ thiện giữa mùa dịch? Trong bối cảnh ai nấy đều lao đao vì giãn cách do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc đóng góp, ủng hộ tiền và vật tư, nhiều nghệ sĩ Việt đã không ngần ngại đăng ký, làm tình nguyện viên, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong số đó kể đến chính là những người đẹp của làng Hương Sắc. Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thị Linh và Đỗ Thị Hà đã cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn để phân phát cho người nghèo, người vô gia cư ở Hà Nội trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Những hình mộc mạc giản dị nhưng cao đẹp đó đã làm rung động trái tim triệu người. Không chỉ fan Việt mát mặt với thần tượng nhan sắc của mình, mà đông đảo fan quốc tế cũng dành lời khen ngợi cho các nàng hậu Việt. Trong bộ đồ bảo hộ, ba nàng hậu khiến dân tình cười xỉu vì bịt kín mít, chẳng nhận ra nổi ai với ai. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không ngại khó khăn đi trao các phần ăn chất lượng cho bà con. Hoa hậu Lương Thị Linh thậm chí đến tận giường để trao thức ăn cho một cụ già neo đơn. Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn nhờ mạng xã hội nhắn nhủ rằng nếu biết chỗ nào ở Hà Nội có xóm trọ nghèo, hãy nhắn địa chỉ cho cô. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Giàn Hoa Á hậu Việt Nam cũng cùng nhau thực hiện các hoạt động nấu những phần cơm thiện nguyện để tặng cho bà con nghèo gặp khó khăn vì dịch bệnh. Những người đẹp tham gia hoạt động này gồm Hoa hậu Tiểu Vi, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh Ngọc Thảo, người đẹp nhân ái Thùy Tiên, Mai Phương. Các Hoa Á hậu Việt Nam tập trung nấu ăn tại bếp từ thiện. Nhìn những hình ảnh đầy giản dị của các nàng hậu khiến nhiều người không khỏi tự hào và cảm thấy thật đáng trân quý. Cũng trong dịp này, cộng đồng mạng được dịp xôn xao với hình ảnh Hoa hậu Tiểu Vi lúi húi dùng bữa khi đi làm việc ở bếp từ thiện. Bên dưới những hình ảnh của Hoa hậu Tiểu Vi cũng như các Á hậu khác, cư dân mạng đều dành những lời khen có cánh. Trước đó, khi Sài Gòn mới chỉ bệnh nhẹ, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã cùng một số nghệ sĩ khác tham gia nấu ăn phục vụ các bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch. Nàng hậu gây ấn tượng với phong cách dịu dàng trong chiếc áo phông oversize, tóc thắt bím và khẩu trang hoa nhí. Hoa hậu Mai Phương Thúy tham gia làm tình nguyện viên chống dịch ngay từ những ngày đầu tiên. Cô không ngại dậy sớm cùng mọi người chuẩn bị thức ăn cho các y bác sĩ. Hoa hậu Hà Henye cũng là một trong những nàng hậu hoạt động thiện nguyện tích cực những ngày tình hình dịch bệnh căng thẳng. Không chỉ cùng Á hậu Vũ Hoàng My tham gia điều phối giúp người dân lấy mẫu xét nghiệm, mà nàng hậu còn đi siêu thị thay, thậm chí làm shipper giao hàng, bốc vác hàng hóa, hộ những người dân đang ở khu vực bị phong tỏa. Là hoa hậu nhưng không chân tay yếu mềm, Hà Henye khiến ai cũng nể phục khi tự tay bưng vác bao gạo đến từng hộ dân. Hình ảnh giản dị gần gũi của nàng hậu khiến ai cũng xuýt xoa trầm trồ. Trở về từ Miss Universe 2020, Hoa hậu Khánh Vân cũng lan tỏa yêu thương khi ủng hộ 300 phần quà cho những người lao động nghèo tại khu cách ly. Cô còn cùng Á hậu Kim Duyên tham gia chiến dịch gây quỹ chuyến xe thực phẩm không đồng để cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hoa hậu Khánh Vân tham gia chiến dịch gây quỹ chuyến xe thực phẩm không đồng. Rời bỏ những bộ sơ mi lộng lẫy, nàng hậu khăn gói lên đường với trang phục bảo hộ và đặc biệt là tuân thủ 5K theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Về phía Kim Duyên, nàng Á hậu đến từ Cần Thơ cũng đăng ký làm tình nguyện viên, giúp đỡ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại những khu vực bị phong tỏa. Có lẽ những ai vốn quen thuộc với hình ảnh xa hoa của các nàng hậu sẽ không khỏi xúc động và ngỡ ngàng khi chứng kiến những hình ảnh đầy giản dị trên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.